Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 500 người bị mắc sốt xuất huyết, nhất là thời gian từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, ghi nhận có những địa phương số trường hợp bị sốt xuất huyết gia tăng đột biến. Hiện nay đang bước vào thời điểm giao mùa, cũng là thời gian dễ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Việc chủ động phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương chủ động triển khai. Phản ánh của phóng viên về công tác này tại huyện miền núi Nam Đông. Chị Trần Thị Lê Tân ở xã Hương Giang, huyện Nam Đông là một trong tổng số 34 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện đến thời điểm này. Với sự chủ động điều trị của đội ngũ cán bộ y tế huyện, đến nay chị cùng nhiều bệnh nhân khác đã từng bước hồi phục và được theo dõi thường xuyên. 4 trong tổng số 34 bệnh nhân mắc phải sốt xuất huyết được trung tâm y tế huyện chủ động chuyển lên tuyến trên. Tối là ngủ nó sáng nghe tự nhiên cái màu cái sơ từ cái đầu nặng ông đế cùng lên con gái cô đi mua thuốc ngoài để uống máu lên từ nó cảm ơn thương sợ cũng thương tại em có bệnh uống thì hàng thuốc giảm ra đây thì họ cũng đứng tỉnh. Mình hỏi về tiền sử bệnh nhân, về gia đình cũng giống như là yếu tố dịch tễ, thì bệnh nhân ở Nam Đông cũng yếu tố dịch tễ, có nhiều bệnh sốt xuất huyết thì mình nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết và cho xét nghiệm sớm để chẩn đoán sớm và điều trị sớm để hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra cho bệnh nhân. Đối với những trường hợp bệnh nặng thì chúng tôi tiên lượng sớm và cho bệnh nhân chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị cho đúng theo cái phân tuyến kỹ thuật. Tình hình sốt xuất huyết ở địa bàn huyện Nam Đông kể từ ngày 5 tháng 7 năm đến nay là đã có 7 trên 11 xã mắc bệnh, có bệnh nhân sốt xuất huyết. Với cái chủ trương mà cái tình hình như vậy thì chỉ đạo của Sở Y tế và của huyện và nỗ lực của Trung tâm Y tế đã chỉ đạo cùng với lực lượng là trạm y tế, ủy ban nhân dân thị trấn đã xử lý cái môi trường và phun cái hóa chất chủ động trong cái công tác xử lý các bệnh và chùm các bệnh. Mặc dù sốt xuất huyết trên địa bàn huyện được khống chế không thành dịch, nhưng trung tâm y tế huyện không chủ quan. Thời gian qua, trung tâm đã tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế trường học về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết từ tuyến huyện đến cơ sở, chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị nhằm chủ động ứng phó với tình hình bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Trung tâm y tế tiếp tục tổ chức giám sát phun hóa chất diệt muỗi tại các xã có nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Sốt xuất huyết nếu chúng ta xử lý tốt cái vấn đề cái không có bọ gậy thì không có sốt xuất huyết. Cho nên cái từ thông điệp đó thì lãnh đạo địa phương phối hợp với ngành đã huy động nhân dân đã cái tháo vẹt bọ gậy, xử lý môi trường. Và đặc biệt cũng trong đợt này cũng đã phun chủ động ở 4 xã là Hương Giang, Hương Phú, Hương Lộc và thị trấn để xử lý cái muỗi trưởng thành. Với thời tiết nắng nóng, đặc biệt năm trước hầu như ở Thừa Thiên Huế không có mùa đông là nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết hiện nay cũng như trong thời gian tới. Để góp phần cùng với cả cấp ngành phòng chống dịch sốt xuất huyết có hiệu quả, người dân cần nâng cao ý thức vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư, nhất là tại hộ gia đình, bằng những việc làm đơn giản như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, ngủ màng, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày được xem là giải pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa sốt xuất huyết. Người dân nhận biết nguy cơ sốt xuất huyết xuất hiện cần phối hợp với cả bộ y tế để tổng vệ sinh, thao vẹt bò gầy và tổ chức các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh.